Xin chào anh em, mình là Jimmy chuyên review những chiếc đồng hồ chính hãng Và hôm nay Jimmy sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu của Carnival 1986 Ở Hiện tại Jimmy Watch đang là cái đơn vị đại lý phân phối chính thức của Carnival tại Việt Nam nha Cho nên là anh em sẽ có những cái chương trình flash sale giá rất là tốt để Chúng ta có thể sở hữu chơi trải nghiệm những chiếc đồng hồ Carnival chạy bộ máy của Nhật Seiko Rất là bền bỉ và chuẩn xác Mẫu mã thiết kế thì đẹp Và chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ có hộp đẹp như thế này, hình vuông Tông màu sẽ là màu đen và màu cam Bên trong thì anh em sẽ có một cái hộp nữa Và bên trong thì mình sẽ có một cái hộp rất đẹp Sổ thẻ thì nằm ở phía dưới này Full box nha anh em và kèm thêm phí mô hành cùng với cam kết, hàng hóa để anh em có thể yên tâm sử dụng Ở bên trong thì mình thấy là một cái lớp nhung rất là đẹp, êm nè, thì khi mình đóng cái đồng hồ lại di chuyển, vận chuyển xa thì nó sẽ không có Chấn động Nó sẽ bảo vệ cái đồng hồ nó tốt hơn Bây giờ mình sẽ lên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc này sẽ dành cho anh em có cổ tay nhỏ nhỏ, size khoảng 40 thì chúng ta có cổ tay gọn gọn, đeo rất là dễ dàng. Có nhiều phiên bản từ dây thép, dây da, dây cao su và hôm nay chúng ta sẽ review một chiếc đồng hồ dây cao su mặt màu trắng. Anh em có thể mua thêm dây rời nha để chúng ta có thể thay đổi. Thì cái việc mà chúng ta à, thay dây rất là dễ những chiếc đồng hồ Carnival thì họ sẽ làm sẵn cho chúng ta một cái khớp ở phía sau. Đó, anh em chỉ cần dùng cây đẩy cái chốt này ra là lấy ra rất dễ dàng. Chiếc này là phiên bản thuộc collection Alwanuts và nó sẽ có mã số là 8130G. Anh em nhìn phía sau mặt đáy sẽ thấy nó thuộc bộ sưu tập là 8130G. Chống nước của chiếc này là 5 ATM. Form thiết kế đẹp và nếu như anh em mê những thiết kế của bên tắc Philips với awareness form thon gọn như thế này thì nên chọn một chiếc Carnival để chúng ta tiết kiệm được nhiều tiền. Còn anh em nào có đủ kinh phí để mua những chiếc đồng hồ tiền tỷ đó thì mình không nói rồi. À, chiếc này nó sẽ có được cọc số, à, sử dụng cọc số học trò là từ 1 cho đến 12. Và ở góc 3 giờ anh em thấy là nó sẽ không có cọc số học trò. Là một cái ô lịch để chúng ta có thể xem ngày. Cọc số vạch, kính sapphire, thép không rỉ và cái phần mặt số thì họ bo góc hoàn thiện cũng rất đẹp đây xử lý bóng bên phần đây phần thân mặt trên thì đánh phay sức dọc tăng vẻ đẹp nam tính núm vặn dây cao su ở bên trong anh em sẽ thấy có những cái phần mặt chảy tia sunburst bớt nè vạch nhỏ màu đen để chia phúc rồi dây cao su thì sẽ làm những cái gờ như thế này để giảm hao mòn dây và nó ôm tay hơn tăng vẻ đẹp nam tính hơn mạnh mẽ hơn khóa xiên logo carnival ở đây thép bạc không rỉ 316 l kính sapphire mà sau đắp lưng chúng ta sẽ có bài thông số cơ bản về kỹ thuật để mình tham khảo nha logo carnival máy atm uh, năm năm trong nước năm atm 8130 và gần đến mùa mưa rồi thì cái việc mà đồng hồ bị hấp hơi rất là nhiều luôn mình bảo hành rất là nhiều lý do là trong thời gian sử dụng á cái ron nó sẽ nóng chảy và nó sẽ giảm vào trong nước ma sát khi mà mình sử dụng như thế này và cách thao tác kỹ thuật anh em đóng mở nút cũng vậy nữa nếu anh em cứ khửi từ dưới lên đẩy từ dưới lên thế này thì lâu ngày cái nó sẽ công vênh nhẹ và nó hở một tí thì cái việc chống nước sẽ giảm đi à, đúng kỹ thuật thì anh em nên để một ngón trên ngón dưới chúng ta bấm nhẹ thôi là mình lấy cái lực đều nó đưa ra một nấc là chỉnh lực ngày hai nấc là chỉnh giờ rất dễ dàng và nhẹ nhàng rồi mình vặn xong để anh em ấn lại thì bên đây mình chịu là đóng lại đó dễ dàng như vậy thì sẽ bền hơn và anh em lưu ý là mùa mưa thì cái việc đồng hồ mấy trăm triệu nó vào nước nó hấp hơi á nó bị hấp hơi cũng là bình thường anh em cứ để ý những cái đồng hồ nào mà mặt sau mà bắt vít thì nó sẽ khó có fit hơn trong nước sẽ kém hơn ngay cả đồng hồ tiền tỷ tiền trăm triệu cũng vậy còn đồng hồ nào mà đi ren như thế này đó thì thông qua hai ba lớp ren rồi bên trong lại có ron nữa thì nó sẽ sống nước tốt hơn và những đồng hồ nào mà đáy lộ một kính thì nó sẽ chống nước không bằng những đáy kính Đó, nó có mặt kính nó lộ máy thì mỗi con đồng hồ nó có một cái mức chống nước cố định và để đáp ứng nhu cầu sử dụng chúng ta cho nên là chúng ta xài cho đúng kỹ thuật nha không bơi lội là đi đủ đáp ứng sinh hoạt hàng ngày đi mưa rửa tay được rồi không tắm mưa không ngâm đồng hồ bên trong anh em sẽ nhìn thấy là cái búa của bộ máy nh 35 a thì bộ máy này á, là bộ máy của seiko bán ra bên ngoài cho các hãng khác sử dụng có 24 chân kính là 21.600 tầng số động và anh em sẽ có được 42 giờ tích code cơ cấu nạp code bằng càng cua sẽ giúp cho bộ máy này nạp code nhanh hơn cho nên là anh em chỉ cần lên có tầm khoảng 5-10 vòng thôi lúc đầu thôi mình đeo nó tự động nó nạp thêm rồi à, về cái size thiết kế thì chiếc này có size thon gọn 41 đo luôn cả phần vỏ nha mình đo lại không có siết lắm khoảng 40 hơn thôi bề dày của nó sẽ là 11.6 và cái kèn lắc lắc là 48 cũng là một mức size trung bình anh em có cổ tay tầm khoảng 15.5.7 cho lên là ok 15.7 thì đeo đẹp hơn đây cổ tay Jimmy đang đeo là 16 hơn này gần 16.5 dây nó phủ ra ngoài luôn còn nếu anh em có tay nhỏ hơn vẫn đeo được dễ dàng dây da lại càng dễ đeo nó cập xuống anh em nào một tay to hơn chút xíu thích mẫu này thì chơi thép nó sẽ tăng về đậm nam tính nó bự hơn nhìn nó gần gút hơn đây cọc số và cọc số này thì nó có phủ lâm nha mình sẽ test lâm cho anh em xem luôn những chiếc đồng hồ carnival theo jimmy đánh giá là những chiếc đồng hồ đáng chơi anh em cứ chọn mẫu nào mà mình thấy là vừa hợp với cái, cái ưu thích cái style cái cái, cái cái phong cách của mình thì mình lựa chọn Uh, máy nhật nè máy seiko mình bị kính sapphire thép công rỉ thì không có gì phải lăn tăng với mức giá flash sale tại jimmy Badge sẽ luôn có chương trình hỗ trợ giá cho anh em chơi giá rất là tốt luôn đó anh em thấy dạ quen rất sáng nha chúng ta sẽ có dạ quen ở những cái con số này những cái vạch trắng kim đó thì sẽ giúp anh em xem giờ rất là dễ khi chúng ta vào những khu vực tối sao để cho anh em dễ thấy hơn phải có một cái tay mà nó phải tối đó anh em thấy màu xanh không nó sẽ sáng lên cực kỳ sáng luôn ngoài màu trắng thì mình còn đầy đủ màu khác luôn nha mình có full màu full mã của carnival tại vì hiện tại mình đã là đại lý của carnival rồi cho nên là mình nhập được tất cả các mẫu các mã luôn trừ tình trạng là nó cháy hàng thôi chứ mẫu nào mình cũng nhập được giá tốt hỗ trợ anh em ờ, trước này mình sẽ để giá dưới phần tiêu đề Uh, hoặc là dưới mô tả của video á, anh em có thể nhắn vào hotline 0907 525 -830 để chúng ta sẽ được hỗ trợ tư vấn thêm nha. Và để kiểm tra những mẫu đồng hồ có chương trình flash sale anh em truy cập vào website jimmywatch.com chúng ta click vào menu flash sale hoặc là banner flash sale ở phía ngoài thì trong đó sẽ hiện tất cả những cái mẫu đồng hồ đang có chương trình flash sale. Flash sale sẽ update mỗi ngày, mỗi ngày thêm mã và nó sẽ thay đổi mã để có anh em có thể săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm. Cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.